Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản và mua khóa học trên kinhdoanhonlinez.com. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái khóa học mà chúng ta muốn mua, đúng không ạ? Ví dụ ở đây tôi lựa chọn cái khóa học công thức thành công. Rồi tôi click thêm vào giỏ, đúng không ạ? Thêm vào giỏ. Rồi click vô xem giỏ hàng. Các bạn có thể lựa chọn nhiều khóa học nhé. Và các bạn có thể thêm bớt tùy ý. Rồi tiếp đến thì tôi click vô tiến hành thanh toán. Rồi chúng ta sẽ điền đầy đủ cái thông tin vào đây, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có tài khoản rồi thì chúng ta click vào đây để chúng ta đăng nhập. Còn chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ tiến hành điền thông tin vào đây, đúng không ạ? Họ tên của bạn. Ví dụ ở đây là Nhất Đạt. Rồi số điện thoại, địa chỉ email của tôi. Địa chỉ email thì tốt nhất bạn sử dụng cái địa chỉ email mà bạn hay sử dụng nhất, đúng không ạ? Rồi địa chỉ. Rồi, bạn sẽ lựa chọn cái hình thức thanh toán. Thường thì chúng ta sẽ lựa chọn là chuyển khoản ngân hàng. Đây, bạn sẽ sử dụng mã đơn hàng của bạn trong phần nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ được giao sau khi chuyển tiền, đúng không ạ? Rồi, chúng ta click vào đồng ý điều khoản. Rồi click vào đặt hàng. Chúng ta chờ để đơn hàng xử lý, đúng không ạ? Ok. Khi mà chúng ta nhận được cái thông tin này thì là đơn hàng của chúng ta đã được nhận rồi. Công việc tiếp theo của chúng ta là chuyển khoản cho số tài khoản này. Nhớ ghi nội dung là mã đơn hàng và số điện thoại của bạn ở trong nội dung chuyển khoản, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhận được cái email. Đây, chúng ta sẽ nhận được cái email đây. Đúng không ạ? Đây, đơn hàng của chúng ta đã được đặt đây. Rồi, cái tài khoản của chúng ta thì chúng ta sẽ click vào cái email này, đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã tạo tài khoản. Thì công việc của chúng ta là sao chép cái mật khẩu này, đúng không ạ? Sao chép copy này. Và bạn click vào cái link ở đây để tiến hành đổi mật khẩu và cập nhật những cái thông tin cần thiết, đúng không ạ? Đây, chúng ta click vào đây. Thì để thay đổi cái tên hiển thị của bạn thì bạn có thể click vào đây để thay đổi, đúng không ạ? Rồi các bạn đổi mật khẩu, dán cái mật khẩu mà Kinh doanh Online AZ đã tạo tự động cho bạn ở đây, đúng không ạ? Bạn sẽ sao chép và dán vào đây. Rồi bạn click vào đây để bạn đổi mật khẩu thôi. Bạn lưu ý là mật khẩu phải có ít nhất là 8 ký tự, có chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt để tăng bảo mật, đúng không ạ? Rồi click lưu thay đổi. Sau khi thay đổi mật khẩu, đúng không ạ, thì bạn sẽ được nhận một cái email là mật khẩu đã thay đổi, đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn bạn cách để chúng ta có thể tạo tài khoản và mua khóa học trên kinhdoanhonlinez.com rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.